bao lâu rồi mà lại mới được chấm dứt. Em mới trả lời với chị rằng tờ thiên địa phân hai đành đó. Trời sinh em đã có mặt rồi, cái niệm Di Đà tâm niệm chẳng hề thay. Nhờ tu luyện đừng có thoát kiếp chùa thành người dân thế. Nhưng mà tiếc có một điều, công tu luyện ở nơi ngoại thế, ngoại thế này người ta gọi nó là quỷ tiên đó, cho nên không ai biết. Chị thấy vậy thì mới thương mình. Thôi tôi ở lại đây nó tu luyện mà cứu thế độ nhân. Ta đi có một chuyện xong rồi, có chuyện ta sâu cùng gặp Thế Không chứ như ngươi nhờ. Em chờ, em đợi, em làm theo lời, chỉ không một phút nào sao làm. Cũng bởi vì độ tu nhân độ thế mà nên chứ cũng quả cho cái xây địa phù thằng. Đó, chị tâm gặp Thế chưa? Không chứng cho em chưa? Chưa có. Chứng không thì chưa có. Thì hỏi hết đi, phải không? Đây nè, chửi em nè, tổ rùa, tổ nắng, tổ yêu quỷ thành người. Em có quỷ mà chị, bỏ tốt quỷ bên sân bên sinh còn đất giả. Bỏ áo tại xa, chuối hạ một bên. Em muốn đốt người không cho em đốt. Thế nên anh làm xấu cho lợi nhau. Nhất dân thành sự, nhất dân tự đương. Em đang khó tội nhớ ra đây. Nam thì chết, Doan thì chết làm sao bất dung tha. Này, già đám chức tỷ, dạ, lưới lại một bên để cho ta có đôi lời cùng hoàng đề. Ô hát mơ này hoàng đề. Dạ có em cũng hiểu gà đắm chúng ta cùng em rất nhiều. Ta đứng trên quả đĩa cầu cái hoàng chung sống. Có phải đâu ta chẳng to lên chứ ngọc thơ. Nhưng em nên nhớ muốn thoát kiếp thạch tiện được trên công chức phải hội đủ đức tài. Em hoặc tạp quả hải cơ sâm linh nhưng còn đất đầu dưới chứa nửa ba còn nghĩ hại. Quả linh nương thì nóng lòng sanh chung cho ngủ ma cho an thế an dân. Em bên con chứ nào phải cứu chân. Ta có lỗi nhưng còn em thì đãi tội. Chắc phép công thiên đình không có gì. Chuyện tớ nữa ngủ lôi đã. Đường dân sinh trái hướng
một nhiệm được cửa đây dấu hòa cầu hữu duyên nhà phật xin cho tôi được đưa người về đại chúng tây phương công đức kia tu luyện gà đắp để mai hậu cứu nhân độ thiên lời như lai mừng qua hữu lý mổ cảm thông tha cho tớ mổ lòng nhưng công kia tội nhỏ phải cho công đã mắc tội thì phải lấy công chuộc tội hãy theo chân đức phật về tây phương cảnh mà học cứu thế độ nhân đúng ngàn năm sau trở lại yêu cung ta xem xét người quyết định tha hay giết càng tung nhiều nước này mô phật chẳng hãy đức thế tôn có điều chi chỉ ra còn đây hoàng cung người hai kiếm bao thiên ta trở về điều là ba người đâu sớm hơn kinh kề lưu đời gà mai tay bằng hao sân đã nhắc nhở thế là với ông hội tháng áo để nước hoàng hậu đang thì ta thank you.